Cô người mẫu xinh gọn đã có người yêu chưa? Đấy, có người yêu chưa? Nếu chưa để lại số điện thoại để kết nối nó đúng không? Xin chào tất cả các bạn, mình là hỗ trợ đồ họa công nghệ thông tin đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái project rất là hay, là project về website thương mại điện tử tích hợp chatbot AI. Tương tự giống như ChatGPT ấy, khi mà các bạn hỏi cái câu hỏi gì thì thì cái con bot này nó sẽ trả lời bạn. Thì công việc của mình là phải training nó thôi. Đây là về một cái website bán quần áo. Các bạn thì thấy là cái bạn mẫu nữ rất là đẹp không? Rất là xinh. Các bạn nam thì chắc là thích lắm, đúng không? Đây. Và ví dụ như là đó, đây là về website bán quần áo tích hợp thanh toán online, tích hợp chatbot. Thì mình xin phép giới thiệu với các bạn, đây là một cái đề tài đồ án tốt nghiệp. Đây là một cái đề tài đồ án tốt nghiệp. Được xây dựng website bán quần áo tích hợp online cho được tích hợp chatbot. Và cái hệ thống website này đã được hoàn thiện từ tháng 12 năm 2022, thì đến hôm nay khi mà bạn ấy ra trường và bạn ấy cầm cái tấm bằng như tay bạn ấy ra trường thì bên mình mới bắt đầu quay video này để public cho đại chúng. Và tất nhiên là khi mà quay video này mình có xin phép bạn ấy rồi, được chưa? Và đây là về phần chương một, thì tổng quan hệ thống thì mình cũng có thể bỏ qua. Ở đây công nghệ sử dụng ở đây thì mình đang sử dụng là hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, được chưa? Sử dụng ASP trong nét theo mô hình MVC, sử dụng web API, Entity Framework, HTML, CSS, JavaScript và phần frontend. Và cuối cùng là cái phần quan trọng nhất là mình sử dụng Dialog Flow, sử dụng là một cái dịch vụ do Google cung cấp để mình tạo ra cái con AI nhưng mà mình vừa demo với các bạn đấy. Đây, ví dụ mình có thể demo lại, anh chỉ cần tư vấn gì, shop ở đâu, là cái con AI này là cho dạng Diablo nó xử lý, được chưa? Shop ở đâu? Đó, thì hiện tại nó sẽ trả lời câu hỏi như vậy. Rồi phân tích cái hệ thống thì ở đây mình có thể bỏ qua, thì rất là chi tiết rồi. Tại vì là đồ án mà được 9 điểm thì nó cũng không hề đơn giản đúng không ạ? Nó phải chi tiết như thế nào? Thì các bạn có thể thấy là nó rất là chi tiết đúng không ạ? Phân tích cái hệ thống nó rất là đầy đủ. Rồi các sau khi phân tích xong thì phải có đặc tả và mô tả chi tiết các use case, đó, xử lý luồng dữ liệu làm sao, sơ đồ tuần tự nó làm sao, và cuối cùng là phần thiết kế cơ sở dữ liệu. Có thiết kế cơ sở dữ liệu rất là nhiều bản, nhiều cột, đó. Rồi ở đây là một số kịch bản để của con chatbot này thì mình đưa lên, ví dụ là enter là chào hỏi địa chỉ đổi hàng các thứ, đó, được chưa? Tiếp theo là phần thực nghiệm và đánh giá. Ở đây là mình có bổ sung thêm cái phần thực nghiệm đánh giá ở đây, và có việc cài đặt và setup cái môi trường này, được chưa? Rất là chi tiết đúng không? Đó, rất là chi tiết đây. Các bạn có thể xem qua. Đó. Vì cái sản phẩm thương mại gần 80 trang mà, đúng không? Đấy. Rồi, thì trên đây là cái sản phẩm mà mình cái báo cáo mà mình muốn gửi tới các bạn. Còn ở đây các bạn có thấy là mình đang sử dụng là Microsoft Visual Studio dùng làm môi trường để lập trình lên cái hệ thống đấy. Và như các bạn có thể biết là cái này thì mình đang sử dụng là MVC đúng không? Model, View và Controller, sử dụng ngôn ngữ lập trình C# ASP.NET để lập trình cái hệ thống này. Và ngoài ra thì đây là một cái hệ thống. Mình có thể demo qua một chút về chức năng. Ở đây có hai chức năng mà mình cảm thấy rất là ưng ý cho cái sản phẩm này. Thứ nhất là về giao diện rất là đẹp, chi tiết và sắc nét đúng không? Rất là đẹp, chi tiết và sắc nét. Bây giờ khi mà mình muốn mua hàng thì bắt buộc phải đăng nhập vào. Nhưng mình đăng nhập vào đây, mình sẽ đăng nhập vào để một test cho bạn. Và quốc là một. Được chưa? Rồi đây là một bạn nữ rất là xinh. Hoặc là các ông nam mà các ông đang xem ở đây thì các ông chắc là thích lắm đúng không? Bây giờ là mình chuyển qua ví dụ một bạn trai đi, là một bạn nam rất là đẹp trai. Và các bạn thấy là rất đẹp trai, mua một cái áo. Bây giờ mình sẽ mua một cái áo. Ví dụ mình thử hỏi nó coi, thời trang nam, xem nó có ra gì không. Đó, chẳng hạn mua quần áo, khi những cái câu hỏi mà mình chơi trên đây thì nó sẽ đưa ra những cái bộ hồi thế này, vui lòng nhắc lại, xin lỗi bạn có thể nói lại không, được chưa? Rồi giờ mở cửa số đấy, ok rồi. Ví dụ mình có thể hỏi những câu khác, ví dụ lộ trình học an toàn thông tin. Đấy, lộ trình học như sau: một là database, hai là phần sysapp framework của project. Thì cái này là mình đang là đào tạo cho nó hay thôi, được chưa? Và có nghĩa là đây là tích hợp chatbot AI mà. Rồi đây là cái chức năng mua, sau khi mua thì các bạn có thể thêm vào dòng hàng này, và chức năng thêm vào dòng, sau khi thêm vào dòng hàng thì các bạn vào phần này, các bạn vào dòng hàng. Rồi các bạn có thể mua 2 hoặc 3 sản phẩm cũng được. Bạn nhấn vào thanh toán. Ở đây thì mình đang sử dụng thanh toán VNB. Cho thì việc sử dụng thanh toán VNB thì mình phải cũng lấy môi trường của bên đấy này để mua thanh toán VNB. Đây, mình sẽ sử dụng cái môi trường nó thông tin đây, được chưa? Để mua thanh toán VNB. Đó, thì mình sẽ là ngân hàng sẽ banh này, có thể các bạn ghi vào. Đó. Đây là một trong những cái chức năng gọi là thuộc dạng nâng cao nhất của một cái website thương mại điện tử. Đó, nó tích hợp thanh toán trực tuyến, ví điện tử VNB, ví Momo, các thứ, và tích hợp chatbot vào. Thường thì những cái website mà khi mà các doanh nghiệp làm ấy thì họ sẽ tích hợp chatbot Facebook vào. Nhưng mà đây là mình làm đồ án tốt nghiệp đúng không? Các bạn làm chức năng càng chi tiết liên quan đến AI, blockchain hay là big data thì các bạn sẽ càng điểm cao. Đó, rồi mình sẽ nhấn tiếp tục này. Sau khi nhấn tiếp tục sẽ có mã OTP. Đó là chưa có mã OTP là 123456 thôi, 123456. Nhấn thanh toán này. Đây là sau khi đã thành công thì nó sẽ có thanh toán và có mã giao dịch và mã thanh toán thứ đây. Các bạn để ý kỹ nhé. Đó, sau khi thanh toán xong
Đó, mình đã mua hàng rồi, đặt hàng rồi đúng không? Bây giờ ví dụ như là ở sau khi thanh toán xong rồi bên admin thì nó phải xử lý dữ liệu làm sao? Thì bây giờ mình sẽ bước được vào admin để trình bày cho bạn xem về phần admin. Ở đây là bộ phận admin độc quyền bên mình. Có chức năng gồm bọn mình có quản trị này, rồi là email template, email setting, bỏ danh mục sản phẩm ở đây các thứ đây. Các bạn có thể thấy là rất chi là chi tiết đúng không? Đó. Nó rất là chi tiết. Ở đây đúng không? Đầu tiên là phải có đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng ở đây. Đó, các bạn có thể thấy là màn giao dịch mình vừa thực hiện xong, user đã thanh toán, số điện thoại, địa chỉ bao nhiêu. Ví dụ như đây là mình là xác nhận đơn hàng này. Thì sau sau khi xác nhận đơn hàng xong thì sẽ có báo doanh thu, đúng không? Có doanh thu, có doanh thu. Đây là thể hiện ở trên biểu đồ. Được chưa? Báo cáo doanh thu, và thứ đây. Đó, biểu đồ doanh thu thế này là ok rồi, được chưa? Và ví dụ như khi mà các bạn muốn thêm một sản phẩm nào khác, đó, ví dụ mình có thể thêm một sản phẩm. Đây nhá, thì mình sẽ lấy một cái trang sản phẩm thời trang nữ đi cho các bạn hãy xem. Đó, đầu tiên các bạn nào các bạn xem một chút, ví dụ bạn nữ rất là xinh này, mình có lấy dữ liệu xong. Đây thêm một bạn nữ này, đây bạn vẫn là bạn nữ này, đó. Đầu tiên là mã sản phẩm mình có thể copy ở đây vào. Đó. Khi mà mình bàn giao sản phẩm tới tay các bạn thì các bạn công việc của bạn là chỉ cần hiểu sản phẩm để chạy thôi, được chưa? Còn lại mọi chức năng xử lý logic thì mình đều xử lý thôi, và thao tác rất là đơn giản thôi. Tại vì là bên mình cũng là làm cái sao doanh nghiệp đó, nên phải hỗ trợ thì còn làm sao mà các bạn hiểu nhất là được phải trang cho nữ. Đây giá là ví dụ là 1.999.000 đồng này. Đó, 1 triệu. Đây là sản phẩm hot product nhé, là sản phẩm mới nhé, nổi bật nhé. Ví dụ vào đây lô hàng là lô hàng một. Đó, ví dụ phần mô tả đây thì mình có thể thêm nội dung đây chẳng hạn, đây được chưa? Các bạn copy vào rất đơn giản thôi đúng không? Ảnh này thì các bạn phải tải ảnh về, nhiệm vụ của các bạn là tải ảnh về, và ảnh này chỉ được lưu ở dạng dưới bị dưới dạng JPG hoặc BNG là được. Được chưa? Tương tự ảnh khác. Đó, thế cô người mẫu rất là xinh nên mà lưu ảnh liên tục. Được chưa? Đó, rất là xinh. Rồi sau khi nữa ảnh xong thì mình chọn ảnh thôi. Được chưa? Mình chọn ảnh thôi. Đó, chọn ảnh vào. Được chưa? Sau khi là có ảnh rồi thì mình lưu nó lại, lưu và đóng lại. Được chưa? Hiện tại thì sản phẩm đã hiển thị. Bây giờ mình công việc mình là mình logout ra ngoài. Logout ra ngoài. Vào trang giao diện người dùng xem coi là sản phẩm nào lên chưa. Đấy thì sản phẩm nào lên rồi đúng không? Và các bạn có thể đánh giá sản phẩm các thứ bất kỳ đây. Đó. Mình ảnh tải lên rất là sắc nét nhá. Đó, mình để chế độ gọi là full HD luôn đấy. Được chưa? Đó, bạn người rất là xinh. Giờ khi mà các bạn đăng nhập vào các bạn có thể review. Các bạn có thể review. Bạn có thể review. Các bạn có thể review. Đi ra. Cô người mẫu xinh quá. Đã có người yêu chưa? Đấy, có người yêu chưa? Nếu chưa để lại số điện thoại để kết nối đó đúng không? Tại giống như các bạn nào mà khi mà các bạn sinh thì mình phải đánh giá luôn, review đấy. Thì sau khi mà review xong thì nó hiển thị đây. Đó, thấy chưa? Thì trên đây là toàn bộ cái sản phẩm mà mình muốn gửi tới các bạn về một cái bộ giấy gọi là hầu như nó là bao hầu như các chức năng rất là nâng cao của một cái sản phẩm thương mại website rồi. Thì mình nghĩ cái sản phẩm này thì khi mà các bạn dùng, các bạn đi bảo vệ đồ án tốt nghiệp hay là thậm chí là sau này các bạn có kinh doanh các thứ thì vẫn là được thôi, thấy chưa? Và chỉ trên đây là video của mình muốn gửi tới các bạn. Mình tạm xin phép kết thúc tại đây.